lại thiếu tình yêu thì quỷ dữ ở trong con người đó. Khi tình yêu không có ở trong đầu thì người đó như trái tim không có. Chúa Giêsu đã dạy ta biết yêu thương, yêu hết mọi người và kẻ thù nữ. Vì yêu thương sẽ chính là con đường để hoán cải mọi hận thù chết chưa. Bởi Chúa là đấng yêu thương vô cùng, chịu chết để loài người được cứu rỗi. Vì tình yêu thay đổi mọi con tim, vì tình yêu đường dẫn đến tha thứ. Theo đường Chúa đi ta phải vâng lời, vì lời Chúa chính là lời ánh sáng. Tình yêu là mầu nhiệm sống ở đời, là sức mạnh để làm nên chiến thiếu tình yêu thì quỷ dữ ở trong con người đó. Khi tình yêu không có ở trong đầu thì người đó như trái tim không có. Chúa Giêsu đã dạy ta biết yêu thương, yêu hết mọi người và kẻ thù nữ. Vì yêu thương sẽ chính là con đường để hoán cải mọi hận thù chết chưa. Bởi Chúa là đấng yêu thương vô cùng, chịu chết để loài người được cứu rỗi. Vì tình yêu thay đổi mọi con tim, vì tình yêu đường dẫn đến tha thứ. Theo đường Chúa đi ta phải vâng lời, vì lời Chúa chính là lời ánh sáng. Tình yêu là mầu nhiệm sống